Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn thưởng thức các loại hải sản cao cấp như cua hoàng đế, tôm hùm Alaska thì hãy truy cập ngay haisanhuobo.com hoặc gọi hotline 037-502-8888. Tôi, Hugo, xin chào các anh em. Tôi cũng vậy, chào anh em. Tôi vẫn chào anh em. Ok các bạn ạ. Thì như mỗi hôm ấy là thằng Mạnh nó ốm rồi, hôm nay là đến thay phiên thằng Trèo nó ốm các bạn ạ. Ốm 2-3 hôm nay rồi. Thế này kiểu sắp tới chắc mình cũng ốm nhỉ. Thế cho đủ 3 thằng. Kiểu như gọi là luân phiên đấy các bạn ạ. Trèo thì kêu bị sốt rét những thứ các bạn ạ. Thì hôm nay có ba anh em mình thôi, thì anh em mình sẽ làm một cái món mà các bạn yêu cầu rất là nhiều các bạn ạ. Đó chính là anh em mình sẽ làm món bún trộn gọi là cá hồi cay theo kiểu Thái Lan nha các bạn nha. Đó thì để làm được món này anh em mình đã chuẩn bị bún này các bạn này, rồi ớt này, rồi cá hồi tươi này các bạn này. Cá hồi tươi rất là ngon luôn các bạn ạ, có thể ăn gói luôn. Và cá hồi đấy thì tí anh em mình chỉ việc thái miếng nó ra xong rồi trộn với bún và sẽ trộn với cả mắm thái những thứ các bạn ạ. Thì cái mắm thái này ấy, thì ở đây mình chỉ gọi là cho mọi người thấy là đây là lọ mắm thái thôi nha các bạn nha. Còn rất là nhiều nguyên liệu khác, ví dụ như là mắm tỏi, rồi hành tím những thứ các bạn ạ, rồi đường, nói chung là rất là nhiều. Anh mình cho rất là nhiều ớt để cho nó cay nha các bạn nha. Và anh mình cho thêm cái mướp đắng, bởi vì mình không tìm được cái hạt hạt để làm sao làm cái món bún trộn giống như kiểu mấy cái bạn Thái Lan hay ăn ấy. Nói chung là anh em mình cũng không biết, chưa ăn cái loại hạt đi bao giờ, nhưng mà thấy mấy bạn Thái Lan ăn rất là ngon và nhìn rất là đẹp nha các bạn nha. Nên là hôm nay anh em mình sẽ làm thử cái món bún trộn này xem sao các bạn ạ. Nói chung là anh em mình chưa làm cái món kiểu bún trộn với cả hải sản bao giờ các bạn ạ, mà lại còn trộn theo kiểu của Thái Lan đấy các bạn ạ. Nên là mình nghĩ nó sẽ rất là khác vị. Đó thì mình đã nói là cái mướp đắng này anh em mình sẽ thay bằng cái hạt hạt xinh xanh kiểu như đỗ của giống như kiểu các bạn ở bên Thái Lan nha các bạn nha. Thì ngay bây giờ anh em mình sẽ đem vào, anh em mình chế biến làm món bún trộn gọi là cá hồi theo kiểu Thái Lan siêu cay nha các bạn nha. Anh em nào mà có xem được clip này của anh em mình ấy mà thấy hay ấy, thì mọi người có thể ủng hộ anh em mình cách là like và chia sẻ và đăng ký kênh cho là nhiều, ủng hộ anh em mình nhá. Đây các bạn ạ, như vậy là anh em mình đã chuẩn bị xong hết rồi các bạn ạ. Thì ở đây anh em mình thái mướp đắng như này này các bạn này, rồi bún này, rồi cá hồi này các bạn này, cá hồi tươi rói luôn các bạn ạ. Mướt hết nhỉ. Xin phép anh em làm miếng cho cắt cơn mùa hè ấy. Đi sợ rồi, mọi người nhá. Miếng cá hồi vừa nãy là ngon không? Béo lắm, ngon. Miếng cá hồi vừa nãy là 1 cân các bạn ạ. Anh em mình thái ra ấy, với ba anh em mình ấy mà ăn hết 1 cân cá hồi này và bún nữa ấy, thì mình nghĩ là sẽ đủ chất nha các bạn nha. Đó. Thì bây giờ anh em mình sẽ trộn cái sốt thái trước các bạn ạ. Anh em mình sẽ cho sốt thái trước, xong tí anh em mình sẽ trộn bún với cả cá hồi nha các bạn nha. Đó. Ui giời. Hành tím này. Cốt chanh các bạn ạ, anh em mình sẽ vắt chanh mà. Rồi anh em mình sẽ cho rất là nhiều nguyên liệu khác này. Đây là cái, nói chung là anh em mình sẽ phải cho nhiều một xíu mắm với cả mắm thái tiến ạ. Đó. Ôi. Rồi đến mắm thái này, rồi đường những thứ các bạn ạ. Đây là kiểu bún trộn cá hồi kiểu Thái Lan này các bạn nhỉ. Đó. Đồ mắm thái nữa đi ạ, mắm thái nữa đi. Là đã thấy vị rồi. Đó, rất là nhiều. Rồi anh em mình cho đường nữa nha các bạn nha. Đó, trộn mắm thái thì anh em mình sẽ không làm theo kiểu sốt thái kia, mà anh em mình khi mà làm bún trộn thì anh em mình sẽ không cho cái cốt me nha các bạn nha. Đào đào lên, cho đào đi ạ. Đi đi. Thơm phết nhỉ. Còn chưa? Mùi thơm nhỉ. Thơm nhỉ. Đó, ui, kiểu anh mình bị nghiện cái mùi mắm này sao? Đúng rồi. Không gửi là nó không. Xong tí lại anh em mình sẽ trộn với cả bún này, cá hồi này và mướp đắng này các bạn ạ, hay còn gọi là khổ qua ấy. Xong rồi anh em mình sẽ thưởng thức xem sao các bạn nha. Đây là cái sốt gọi là của anh em mình, gọi là sốt thái nha các bạn nha. Nó trộn đều hết đi, xong rồi anh em mình sẽ đi trộn với bún với cá hồi để anh em mình thưởng thức cái món bún trộn cá hồi nha các bạn nha. Sau khi mà cái sốt thái của anh em mình đã gọi là đều rồi ấy các bạn ạ, bây giờ thì anh em mình sẽ đổ lên và anh em mình sẽ bắt đầu trộn nha các bạn nha. Đó, tiến em đổ lên đi. Ui giời ơi. Ui giời, ui giời. Ui giời, cay chưa này các bạn này. Đó, bây giờ mình sẽ trộn đi. Trộn ngon nha. Nước lùi lênh láng, bởi vì cá hồi này là kiểu cá hồi tươi ấy, nên là anh em đừng bóp vào cá hồi nó dễ lát ấy. Đó, trộn đều lên. Khắm nhỉ anh nhỉ. Mắm thái thằng này suốt ngày nó chê gọi là cái mắm thái có mùi kiểu giống mắm tôm ấy các bạn ạ, nên là nó toàn chê rồi các bạn ạ. Nó cái nước này anh em mình cho nhiều các bạn ạ, nên là nó ngấm vào bún ấy, bún sợi bún sẽ kiểu nó tơi tả ra ấy các bạn ạ. Nó cay chưa này các bạn này, vừa cay vừa ngon nha các bạn nha. Nhìn không đã thấy phê rồi. Ui ui rồi. Ui, hôm nay là đúng là kiểu cái sốt này anh em mình làm sốt trộn bún ấy, nên là nó kiểu
thơm. Nhiều mắm Thái nên là rất là mùi mắm Thái đặc trưng rất là nhiều, rất là thơm nha các bạn nha. Chỗ này lại nhìn thơm. Ui, đó. Mình nghĩ là cái loại này không cần ngấm đâu. Trộn khoảng độ 1 chỉ cần ngấm hết vào bún này. 1 2 phút là anh em mình có thể thưởng thức các bạn ạ. Chủ yếu là cho nó ngấm vào những miếng cá hồi thôi. Đó, đều một xíu là anh em mình sẽ thưởng thức luôn cái món gọi là bún này nha các bạn nha. Trước khi mà thưởng thức cái món bún trộn gọi là cá hồi theo kiểu Thái Lan siêu cay đấy thì mình muốn hỏi hai thằng này là từ trước đến giờ ấy, mà từ lúc đi quay đến giờ thì hai anh em đã được từng được thưởng thức cái món gì mà liên quan đến bún trộn chưa? Chưa, đã chưa ăn bún trộn, em chưa ăn bún trộn bao giờ cơ. Đó các bạn ạ, thì các bạn yêu cầu rất là nhiều, bảo như mình làm thử bún trộn đi. Thì hôm nay như mình sẽ thử cái vị của bún trộn cá hồi này trước để xem vị nó như thế nào. Nếu mà ngon đấy và được mọi người ủng hộ ấy, thì hôm sau như mình sẽ làm bún trộn kiểu gì đấy liên quan đến hải sản nhiều nhiều một xíu nha các bạn nha. Hôm nay chỉ có 3 anh em thì mình chuẩn bị như này cũng là khá là nhiều rồi ấy, các bạn ạ. Đó là bây giờ thì bắt đầu là sẽ để cho hai thằng này thưởng thức trải nghiệm trước cái món bún trộn theo kiểu Thái Lan này xem sao nha các bạn nha. Đó, ui giời. Chấm. Ê. Thì mà một em mà múp đắng. Mà mọi người nhá. Hơi dài. Ngon không? Ui. Nào, vị nó như nào em? Ngon ngọt mồm. Ngọt mồm cho bạn rồi các bạn ạ. Chén luôn. Trời. Cái cá hồi nó béo, nhai nó bứa ra. Ủa, nuốt cái kiểu này đồ chân chân mướt đấy nhỉ, dễ trôi. Trời, cá hồi béo. Cá hồi béo ngon. Cái trộn là sốt tí, sốt Thái, mắm Thái đặc trưng thì nữa, ngon. Dễ ăn thật đấy. Nè, ngon luôn. Nuột luôn. Anh nghĩ chấm vào cái nước thì nó ngon hơn đấy. Ngon thêm tí nước nữa. Nhìn không đã ngon các bạn ạ. Cá hồi béo tươi thật sự luôn các bạn ạ. Đây các bạn này. Đây này các bạn này. Những miếng cá hồi gọi là tươi giói này các bạn này. Nhìn rất là ngon luôn nha các bạn nha. Cá hồi béo thật, trộn mắm Thái mà ngon thật. Rồi ăn này béo nhỉ. Đấy, hôm nay được trải nghiệm lần đầu tiên cái món kiểu bún trộn cá hồi kiểu sốt theo kiểu Thái Lan, trộn theo kiểu Thái Lan ấy, thì anh em thấy ok không? Ok, ngon đấy. Món bún trộn lạ lạ, lại trộn mắm Thái cùng cá hồi. Đây là lần đầu tiên em ăn bún trộn đấy, bình thường nó có ăn bún chan với bún chấm thôi. Không, ý là anh nói là từ trước giờ ấy thì chắc là chỉ ăn bún chan, bún chấm rồi đúng không? Chưa được ăn kiểu bún trộn như này bao giờ, mà đặc biệt hôm nay là theo kiểu Thái Lan nữa. Tiên em ăn mấy bún với con mê cao hồi sống rồi. Mà có cả mướp đắng à. Tại tôi cái cao hồi nó béo ngậy rồi đấy. Bún nó ngấm hết vào đi rồi. Ngấm cùng kiểu nói chung là ăn bún là phải kèm thêm miếng cá hồi các bạn ạ. Cái này là tầm chục bốc rồi lo rồi. Chục bốc. Ui xa. Đúng là bài chưa ấy, tí chắc là mình thưởng thức mới biết. Còn bây giờ hai thằng này nó kiểu được trải nghiệm rồi, mình thì chưa nên cũng chưa biết cảm giác nó như nào con ạ. Đấy, có tí hành tím nữa anh nghĩ là thơm đấy nhở. Thơm đấy. Bình thường ấy mình thấy các bạn Thái Lan ấy ăn sẽ có cái kiểu hạt đỗ mà bằng đầu ngón tay út này đó, không biết là đỗ gì nhưng mà anh em mình không kiếm được nên anh em mình thay bằng tí mướp đắng cho nó kiểu màu mè và tăng thêm cái gia vị của cái món bún trộn cá hồi theo kiểu Thái Lan này nha các bạn nhở. Em bốc luôn, em cầm làm phát hai miếng vậy cho em nhặt. Đó. Ví dụ mà em mà cầm em bốc luôn có cả cá hồi những thứ ấy, xong đưa vào miệng trải nghiệm luôn các bạn ạ. Chứ Tiến nó còn nhặt bún không nó yên nhặt nữa. Tại mình để đây để cho dễ cho bún nó đỡ bị lòng sòng à. Anh kiếm thơm rồi. Đây là một kiểu như là món bún bốc ấy các bạn ạ. Bún bốc. Trộn sau là anh em bốc ấy các bạn ạ. Kiểu Hindu ấy. Đâu Ấn Độ. Hindu ăn kiểu mà. Bún bốc rồi.
Nói chung là chủ yếu là cái gia vị mắm Thái mình nghĩ nó sẽ khác biệt tất cả nha các bạn nha. Trộn vừa tẩm vào ngấm đậm đà ăn ngon. Xì xoạt liên tục nha các bạn nha. Cay này các bạn này. Ôi, cay tiếc. Cứ gọi là kín luôn bún các bạn ạ. Ôi. Đây Tiến có thể gọi là vén vén một xíu ra cho mọi người xem. Rất là nhiều luôn các bạn ạ. Đẩy dưới. Đúng rồi. Cháu rồi béo. Ui giời. Còn tươi đây các bạn này. Đấy. Ui, béo là ngon. Ui giời. Mình nghĩ là bọn nó vốc to như này chắc là mình nghĩ là bọn nó sắp lo rồi đấy các bạn ạ. Tất cả hồi. Như mình nói lúc vừa nãy ấy, các bạn ạ, thì mình bảo ấy là tức là chỉ có 3 như mình thôi, lên này như mình chuẩn bị như này là cũng là khá là nhiều rồi các bạn ạ. Hôm nay mà có đun chè nữa chắc là chuẩn bị gấp đôi. Chuẩn bị nhiều gấp đôi nha các bạn nha. Món này. Ui. Đây. Đấy, Tiến chưa chấm rồi con ạ. Chấm chấm này. Mình nghĩ là cái nước kia sẽ rất là ngon đấy con ạ. Phê con ạ, nhìn phê đấy. Ngay bún mềm mềm luôn nha, cá hồi cũng bữa nào. Ăn cá hồi thì ăn cá hồi. Ăn giặc cá hồi. Đây này con này. Cái nước cốt này con này. Đó. Ừ. Ăn cái cốt đi vào thì cứ gọi là chấm hết luôn nha các bạn nha. Đấy. Chấm vào anh nghĩ là chấm thế. Ăn ra nhìn có cái thìa đó múc cái nước ấy thì phê luôn. Đó. Thật sự là mình thấy chảy hết cả nước miếng rồi các bạn ạ. Mình sẽ gọi là vào để trải nghiệm cái vị bún trộn cá hồi theo kiểu Thái Lan mà lần đầu anh em mình trải nghiệm nha các bạn nha, để xem cái cảm giác nó như thế nào các bạn ạ. Thực sự là mình chưa được thưởng thức cái loại này bao giờ các bạn ạ. Bây giờ thì mình sẽ trải nghiệm thử nha các bạn nha. Đó, bún này, cá hồi này, đầy đủ luôn nha các bạn nha. Mình mời tất cả mọi người nha. Bình thường ấy, mọi người mà ăn kiểu bún chấm bún chả ấy các bạn ạ, thì khi mà mọi người ăn theo kiểu bún trộn theo kiểu Thái Lan này, nó sẽ có một cái vị khác hoàn toàn nha các bạn nha. Nói chung là mình thấy cũng dễ ăn nha các bạn nha. Cuốn ướt nuốt dễ. Dễ trôi. Ui. Cái cay các bạn ạ. Mướp đắng một xíu cho nó ăn. Kiểu cái cay kiểu nó đắng đắng đó. Trộn Thái Liêng. Mình thấy là rất là nhiều bạn kiểu ăn các loại bún trộn khác nhau ấy con ạ. Ăn rất là nhiều kiểu bún trộn khác nhau, ví dụ như bún trộn gọi là mực này, bún trộn sò, rồi còn rất là nhiều loại bún khác nữa ấy con ạ. Thì nói chung là hôm nay ấy, khi mà như mình trải nghiệm cái món bún này ấy, thì mình thấy là nếu mà đang đói nha các bạn nha. Đấy, mọi người nếu mà đang đói mà kiểu bún mà đầy đủ gia vị như này thì đúng là đảm bảo là chỉ có thích ăn luôn các bạn ạ. Có tí mướp đắng ăn lạ. Đầu tiên thì gặp kiểu bún cho mướp đắng ăn. Mà kiểu nó dễ ăn, nó còn hơi ra lá giống cái mùi bún đậu mắm tôm các bạn ạ. Ở đây thì anh mình không có gọi là đậu các bạn ạ. Mà anh mình chỉ có gọi là cá hồi thôi các bạn ạ. Nhưng mà cái vị của cái mắm Thái ấy, nó giống cái mùi mắm tôm một xíu các bạn ạ. Nên là anh em đang liên tưởng đến cái mùi bún đậu mắm tôm, hoặc có thể đây là gọi là cái món gọi là bún trộn cũng được, hoặc là gọi là cái món bún bốc cũng được nha các bạn nha. Đó, bốc bằng tay như này các bạn ạ. Khắm khắm nhưng thực ra phải mắm tôm. Đấy, khá là dễ ăn luôn. Đầu thì việc cầm bốc này, cái gia vị ấy, lúc đấy cái nước sốt ấy, đầy một cái bát con ạ. Bây giờ nó ra chỉ còn một ít nước như này mà nó biết độ là mọi người đã biết là nó sẽ đã ngấm hết vào những cái sợi bún này rồi nha các bạn nha.
Nhưng mà clip này mà được mọi người ủng hộ nữa là anh mình, hôm sau anh mình sẽ làm thêm cái món gọi là bún chân gà hoặc là bún gì đấy nó lạ lạ một xíu nha các bạn nha. Hoặc là có thể làm bún tôm hùm các bạn ạ. Bún trộn tôm hùm vậy. Hồi béo rồi. Hồi béo kết hợp với bún các bạn ạ. À, mọi người, cái món này của anh mình làm ấy, đảm bảo với mọi người nhá, có rất là nhiều chất luôn các bạn ạ. Nếu mà bình thường mọi người mà chỉ kiểu ăn bún chả với bún tấm không ấy, mà được thử cái bún trộn cá hồi trong kiểu Thái Lan này của anh mình, đảm bảo là mọi người sẽ có một cái gì đấy kích thích, mọi người sẽ ăn được nhiều hơn rất là nhiều nha các bạn nha. Một cái bản chất cá hồi không, nó đã là nhiều chất rồi. Cái cá hồi đấy thì nó thuộc dạng kiểu rất là nhiều chất các bạn ạ. Nên là anh em kiểu ăn theo kiểu gọi là bún chả thịt lợn mãi nó quen nó ngấy rồi ấy, thì cũng có thể đổi sang cái món bún bốc này ăn thử xem sao nha các bạn nha. Vị nó trộn xong là sẽ bốc chứ không phải dùng đũa nha các bạn nha. Ba nhà mình mà ăn hết một cân cá hồi đấy con ạ. Ăn hết một cân cá hồi là mỗi anh em khoảng 3 lạng cá hồi là cũng không phải dạng vừa đâu các bạn ạ, nhiều lắm ấy. Mấy cá hồi nó ăn nhiều luôn đấy. Đúng là lần đầu tiên á mình được trải nghiệm cái kiểu bún mà có vị cá hồi con ạ. Xong rồi là có cái mùi mắm tái kiểu trộn trộn này. Thực sự là nó khá là lạ nha các bạn nha. Bốc một vài bốc mà cảm giác rò nhỉ, căng. Anh cứ bốc bốc to đùng thế. Còn nó béo rồi, còn béo quá, chui béo ăn béo rồi. Nhiều bún nhưng mà ít cá hồi con ạ, hết cá hồi rồi. Thế còn một vài miếng. Còn một vài miếng nữa. Hết rồi. Đấy. Đó các bạn ạ. Còn hai miếng cuối cùng đó. Anh mình tham, anh mình cho hơi nhiều bún con ạ. Mọi người mà làm thử ấy, thì mọi người có thể làm ít bún hơn để dễ dàng ăn các bạn ạ, và ít cá hồi hơn, đủ chất là vừa đủ các bạn ạ, cho nhiều quá là thừa chất nha các bạn nha. Và mẹ cái mình đã được trải nghiệm trong món gọi là bún gọi là trộn cá hồi xong rồi sốt với cả mắm thái siêu cay các bạn ạ. Nói chung là lần đầu tiên ăn ấy thì mình thấy khá là lạ vị so với cả bún chấm bún chả những thứ đó. Nhưng mà cái bún này hôm nay đó chính nha, sau này các anh mình cứ gọi tạm gọi là bún bốc nha các bạn nha, trộn trước xong rồi bốc sau các bạn ạ. Và hôm nay anh mình thưởng thức xong ấy thì cũng đã cho mọi người biết cái cảm giác của cái món bún trộn bún bốc này như nào rồi, thì chắc là anh mình cũng xin phép là dừng clip này ở đây. Anh em nào mà có xem được clip này của anh mình ấy mà thấy hay ấy, thì mọi người có thể ủng hộ anh mình cách là like và chia sẻ và đăng ký kênh thật là nhiều, ủng hộ anh mình nhá, để lần sau ấy anh mình sẽ làm thêm những món bún trộn khác để trải nghiệm xem sao rồi sẽ cho mọi người biết cảm giác của cái món mà mình sẽ làm nha các bạn nhá. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cuối clip này của anh mình. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những clip tiếp theo.